Xin chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi, tin tức ngày 30 tháng 1. Xây dựng Tuyên Quang thành trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tiếp tục chương trình công tác tại Tuyên Quang, chiều ngày 30 tháng 1, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có buổi làm việc với tỉnh Tuyên Quang về tình hình phát triển kinh tế xã hội. Và tại buổi làm việc này thì lãnh đạo tỉnh đã báo cáo Chủ tịch Quốc hội những thành tựu đã đạt được trong năm qua, và theo đó năm 2022 hoàn thành và vượt kế hoạch 19/20 chỉ tiêu chủ yếu. Kinh tế tiếp tục phát triển, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm GDP trên địa bàn 8,66%, đứng thứ 6/11 các tỉnh Trung du miền núi Bắc Bộ. Trong đó, giá trị sản xuất công nghệ tăng 16,6% so với cùng kỳ, chất lượng cuộc sống của nhân dân ngày càng được nâng lên, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm xuống 19,97%. Riêng năm 2022, thì tỉnh Tuyên Quang đã huy động được hơn 250 tỷ để hỗ trợ xóa 2.464 nhà ở tạm, dột nát cho hộ nghèo, đối tượng khó khăn về nhà ở. Phát biểu tại buổi làm việc, thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc mừng những kết quả nổi bật mà tỉnh Tuyên Quang đã đạt được. Bên cạnh đó, thì Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Tuyên Quang tiếp tục phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, đẩy mạnh đổi mới, sáng tác, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi của các nhiệm vụ chính trị đã được đề ra, tập trung nguồn lực phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, các trục giao thông kết nối liên vùng, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, như là đường cao tốc Tuyên Quang Phú Thọ, đường cao tốc Tuyên Quang Hà Giang giai đoạn 1, đường kết nối các tỉnh Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Yên Bái, xây dựng đề án phát triển du lịch trọng điểm, qua đó huy động nguồn lực để xây dựng các khu du lịch, sản phẩm du lịch đặc trưng độc đáo của tỉnh Tuyên Quang, triển khai các giải pháp phát triển nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, hàng hóa liên kết theo chuỗi giá trị kinh tế cao, tập trung vào các vùng sản xuất hàng hóa, sản phẩm chủ lực có tiềm năng và lợi thế, quan tâm hơn nữa đến nhiệm vụ phát triển văn hóa, hài hòa và ngang tầm phát triển kinh tế xã hội, tôn giữ gìn và phát huy bản sắc dân tộc gắn với phát triển du lịch, xây dựng chính quyền các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, được hiệu quả, tăng cường kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh tỉnh Tuyên Quang cần phải phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây dựng Tuyên Quang trở thành trung tâm lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao và trung tâm sản xuất chế biến gỗ vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ, đặc biệt là phải giữ vững các phát huy hơn nữa vị trí là tỉnh đi đầu các nước về bảo vệ rừng và phát triển kinh tế lâm nghiệp. Cũng trong chiều nay, thì Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và dâng hương tại khu di tích quốc gia, đặc biệt là Tân Trào, khu di tích Ban Thường trực Quốc hội tại xã Trung Yên, Sơn Dương. Và đó là thông tin ngày 30 tháng 1 về Tuyên Quang và Vương Đình Huệ. Và nếu anh em thấy hay, đừng quên cho tôi một like, chia sẻ và đừng quên đăng ký kênh của chúng nhé. Tạm biệt anh em.